học lắm. Mới học ngày đầu á, cái ông kiểu là đánh thử cái ông hết hồn, thôi tôi muốn đánh người ta. Hôm
quá. Đi chẳng cô gì cả. 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 Đi chẳng rồi có hai người thần tiên, hai ông thần ở trên trời mà trời Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống á, đi đi giết cái thần kia, đứng đó một phe đương lưỡng, tôi là gì á, tôi là cái gì, tôi là trai thông qua là gì hả, cái bí hả, à đúng rồi, thông qua mà, bí đâu á, tên kia là gì, lương, lèn đố gạo hả, ta chẳng thấy gì hết. Một tên này kêu bằng bí đau lùng. Một tên thì kêu bằng hai đấu gạo. Tại vì cái tiếng Tàu nó có chữ lương, thì nó theo đọc lưỡng nó là hai á. Nó đặt tên lại cho người ta đó. Ví dụ như có thầy Lương Vĩ Hằng ở đâu, lấy cái tên thì cũng tên Lương, nó đặt lưỡng hai đấu gạo vậy đó, hiểu chưa? Hai đấu gạo vậy. Tên là bí đau lùng. À, tên xuống nó giết cái tên ác kia, nó quả bị cái tên đó đánh cho một trận, nó bay tới bay lui nghĩa là mình phải dập hết trơn rồi, cái bay riết tới chỗ kia không biết sao nữa, cái nó nghĩ là đi cầu cứu một cái ông chân nhân ở đó, là nó xuống nhất định thế nào cũng đánh bại tên kia. Tại ông nó nghe nói là ở trên núi cao lắm mà tu hành dữ lắm, thế nào có thành không hả? À, chạy lên, chạy lên cứu cái ông kia luôn, nó thôi thương ai chứ cái tên này, tôi bị nó đánh sắp bất, tôi mới trốn. Trốn mà không kịp rồi, bây giờ nó xuống rồi, nó xuống chết sọt. Tôi bị nó đánh, tôi trốn lên đây mấy ông trời. Cái tên bị đau luôn, trời nói vậy không có ai thiên ảo mà ai dẹp được cái tên đại ác đại ác đại từ. Để mà trừ họ cho dân chúng thôi. À, Chúa Thiên Niệm Minh tôi thiết tinh tồn mà. Họ cho dân chúng hay sao? Hả? Cái ông kia nó có một ông kia tên là Lão Hòa Thượng. Cái ông Lão Hòa Thượng này ổng không có tiếp xúc ai chân á, ổng khó lắm. Ổng ở trên kia, ổng ở trên núi đó, ổng tu hành rồi, ổng bế quan á, ổng ngồi thiền không à, ổng chơi như nít vậy á. Ổng thật ra coi cái tướng thì già lắm rồi, nhưng mà cái tính như con nít vậy đó, chơi này chơi kia, có ngày vẽ hình vẽ ảnh rồi đời đỉnh rồi. Rồi ngồi thiền chạy ra hòn đá ngồi, rồi chạy đến kia nó ngồi, rồi coi tivi. Mới rồi ổng không ngồi đó, ổng coi càng lắm Vũ Văn Nam chưa, rồi còn coi anh Hùng Xạ Điêu kiểu đó. Nhưng mà cứ khó tình là khó tình là mẫu, ổng có xuống đâu, có xuống núi đâu, có đi đâu chơi rồi đó, nó biến mất. Hồi đó cứ ngồi đó chơi hoài, đi chơi tối ngày chơi bời không à, chơi kiểu như nít vậy đó, vui lắm. Không có tình mà ra làm gì ngoài đời chơi. Thế rồi hai tên kia nói như vậy, phải đi coi thử chứ, đi cầu thử chứ, không thôi thì cái tên kia nó giết hết cả giang hồ cũng vậy đó. Mà đi lên cầu vậy đại khái là cái chuyện vậy nha, nó nói chuyện nó cười lắm, nhưng mà sư phụ nói là đại khái như vậy thôi hả. Tôi dịch cho hay lắm á, sư phụ cũng nghe dịch lại mà. Tôi nói đi Đài Loan luôn, đâu có hiểu đâu, nghe dịch ngôn ngữ. Hôm nay sư phụ dịch lại nó là thứ ba đồng kiểm, dịch bên kia không biết biến là cái gì. Tôi ra thường thường ở trong nhà chơi gì chồng á, chơi nhân đất chồng á, coi tivi gì chồng á, coi cần lắm coi đừng sợ yêu gì chồng á, vẽ hình vẽ hóa gì đó hả, làm thơ làm từ gì đó, đường địch gì đó mình chơi á, không biết gì tới thế sự đó, không sợ gì đó. Bây giờ mình phải tìm cách mới được, thử thôi chứ không thôi không bao giờ cũng ra đó. Rồi cái nói rồi cái bắt đầu cái ông Lão Hòa Thượng ra, cái đó là tôi cười nhất á, nó là lấy cái ông Lão Hòa Thượng nhớ không,
mới vừa bắt đầu nó nói giới thiệu rồi xong mở màn vậy luôn. Tưng 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 ý nó bẹo tạ là cái ông mà giống như nít vậy mà ngồi nó nhảy tới như nó chơi vui vậy thôi không biết gì nữa. Tức cười thấy ông nhảy tức cười giống như nhìn nít vậy nó rất là ngây thơ vậy đó. Rồi cái tụi nó ở trong nhà nó nhảy chơi vậy đó rồi ở ngoài gọi cốc 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 bỏ không ai trả lời bỏ nữa nhớ ông mạnh chút nữa à. Cái hỏi có ai nhà không không ai trả lời mà nghe tưng 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 nghe tiếng cái đồng nó không có ai nhà hết mày nó không ai trả lời vậy có phải là hòa thượng không không phải đâu vừa khác trả lời đó sao nó giống cái tiếng của lão hòa thượng quá vậy cái lão hòa thượng nó không có nhà nó không có nhà nó tiếng nói giống quá trời vậy. Ở đâu mà mở cửa cho chúng tôi vô chứ. Hỏi có chuyện gì vậy? Nó ở dưới giang hồ có một tên đại ác này kia cái nọ, a ma vương á kêu mô hãm hại dân lành này kia, chúng tôi bao bốn đứa đánh lên nó không lại rồi. Vâng chỉ Ngọc Hoàng thượng đế xuống mà đánh cũng lại giờ tỉnh cầu lão hòa thượng chỉ biết lão hòa thượng là một mình hòa thượng là giỏi nhất hay nhất xuống nó mới đánh lại được nó thôi. Thôi vậy đừng nói vậy. Không có ai nhà hết. Đại khái là gì đó. Khỏi hoài không ra. Khỏi ra. Khỏi ra. Khỏi ra. Khỏi ra. Khỏi ra. Nói chuyện nhau ha. Uống quá ha. Cái ông lão hòa thượng này á, không có phước. Mình đem lên. Mình đem lên một cái trái đầu thiệt lớn từ bên Nhật Bổn, đem qua cái trái đầu là lớn nhất mấy trăm đồng một trái đó. Đem qua cho ông một lỗ vậy á, mà ông đi mất tiêu rồi, giờ ông biết ai ăn cho hết đây. Đó, cái cửa mở cái rầm chạy ra đâu. Xong cửa chạy ra đâu nó đâu đưa đây coi hả. Cái tụi nó nói giỡn nghe đâu có đâu tao đâu có có đâu lên giờ mình cũng chết đây à. Thôi mấy ngày nay ông sang đứng lên xin thầy ăn đó ở đó mày làm gì mà còn có tao nữa. Nó nói là tụi mày gạt tao nó nếu không gạt lâu rồi thường đâu có da đâu. Ở tụi nó hồi đó là tụi nó ca bài con cá nó sống gì nước này kia kia nọ ha. Cái cậu ông xuống này đánh cái tên kia thôi mấy nhà ngươi gạt ta đi xuống đó bạn ngươi đánh hoài lần nào cũng bị nhà ngươi lên đây xin xỏ rồi ta xuống mò bị nó đánh tơi bời chết rồi. Thôi giờ không đi đâu không đi à. Trời ơi, nhưng mà đánh hòa thượng rồi đánh hồi rồi hòa thượng đâu chết đâu à, không có chết nhưng mà không phải về nhà dưỡng cái thương mấy tháng trời à. Dám bao nhiêu là dấu là gì đó tao đơn hoàn tán nào cũng thứ là cũng không có hết bệnh nữa nè tiền cái bộ tiền trên trời đó xuống đâu không phải ngồi đó đang ngủ đang áo rồi. Trên trời đất xuống nó bệnh rồi nào bệnh muốn uống thuốc đắng chằn hai chị rồi bắt ra ngăn quá trời đấy nói à thôi ông hòa thượng năn nỉ hoài hòa thượng đi thôi à cái tên mà cái bí đau lùng đó nó nói à tôi biết rồi mà thôi đừng năn nỉ ông nữa cái ông này cũng đại vô dụng. Sợ rồi coi tôi là cái tên bí đau lùng như vậy nhỏ xíu vậy mà còn ráng đi ra quýnh như người ta hả vì dân lành trừ hại đánh cho tới đánh mà gần chết rồi còn chưa sợ còn lên này sợ rồi nói tu hành gì đâu nó khóc lên trên mỗi ngày ca hát ở vậy thôi đâu có dám đi ra lót mặt đâu. Hèn chi của ổng tôi đánh nhau với cái tên đại ác đó tôi
nói cái tên lão hòa thượng ra, tôi nói mày mà đến đâu quá trời, tôi đi cầu lão hòa thượng xuống quýnh mày. Cái tên đã nó nói trời, cái lão hòa thượng nó hạ xuống đây hả, tôi lấy cái đầu chọc của nó rồi tôi lên cái đạo trường mẹo lý nó thành bình địa, biết là bình địa rồi. Mấy cái bức tranh mà ông hóa hồng ông thích nhất cái một bình thường gì đó thành trang bụi vậy đó. Về nhà dưỡng bệnh 2-3 ngày gì đó hả, kể qua đánh nữa. Nói sợ bữa đó hòa thượng quên rồi phải niệm 5 câu. Quán âm cho nhiều phải nghe cassette, phải đọc kinh của sư phụ. Mấy cái chiêu này là hòa thượng quên mất hen với bị nó quên. Ok, nhớ lại, nhưng mà nhớ phải nhắc cái lúc đánh nhau nhắc, bây giờ nhắc ra người ta cũng quên rồi. Thì đàn nữa, mọi người để cho người cần hả? Đây là cái tên đại ác của mình hả? Ê, ông còn sống hả? Người thường mà bị mà đại ác mà đánh mục tiêu là chết, chết không chịu ngáp. Thôi nha, quýt nha, tôi có trời vậy, còn sống nhăn năn vậy, ông lão rồi, cái gì, lão trọc đầu vậy á. Cái lão bà thường á, ta cái người này đâu có chết được. Đánh đâu bao giờ chết đâu, trường sanh bất tử. Không có đánh nổi đâu, bữa nay ta qua đây nhất định bắt những người cột đem về. Cột đem về trên đường chịu tội vậy đó, hai cái vậy đó. Hai người chọc tới thì vui rồi, quá. Có một hồi ở trường kia mấy người nhắc, nắm không, niệm vô. Anh hổ mất bên trong rồi. Hai cái vậy đó. Đánh một chiều tên kia ngã xuống tiền. Ngã xuống tiền, cái đánh một chiều ngã xuống tiền. Thôi ta đi qua Nhật Bộ.
Mà vậy thầy đi qua sư phụ đi qua nhà cổ cho tụi con biết địa chỉ đâu không có tâm. Ông có cho địa chỉ. Ông cho ai qua đâu mất. Nên đi chốt ngồi cho nè. Ai hết cái thật. Đi theo lộn xộn ngoài. Ai chịu cho cái thằng này. Cái tên kia nói vậy thôi cho con ít nhất cũng cho con ra đưa tới phi trường nữa này. Phi trường trường cảnh sát. Trường bảo vệ nó. À thôi. Nhưng mà nếu mà ra phi trường lén lén ra phi trường đưa không không cái nói là tư việt gì đó, tư việt chứng á, dạ. Nó là của ai, bây giờ không nói sư phụ nói ai được, năm công, đi năm công nữa, đi hai đi rưỡi nữa, mà để nói ai biết, tăng cái trường nữa, nhưng mà đâu có nói xấu gì sư phụ đâu. Mấy người mà được tiền đâu bán dễ dàng á, không có học biết thì khổ không biết. Những cái này mình học lên đó thì ra chờ mình cũng gọi mình khỏi con ngủ ngay. Thấy không? Chị ơi, trời ơi, làm ơn cho em cái cô chờ cơm nhá, chờ ông Nam thật là tỉnh. Hôm mai nó giữ. Những hốt bài em mà những hốt bài đó biết đâu làm gì đâu. Tôi ngủ giờ biết sao mà kiếm. Trời ơi, nó khổ quá. Con muốn khùng luôn. Dạ, cứ giờ nó không biết làm sao, nó cứ lên nhà con hỏi ý đó hoài, coi video. Dạ. Biết chỗ nào đi đó. Dạ, thì tại vì đồng tôi phục lên cũng đó, không có nhiều, sư phụ có mấy ngoe, kể càng kể cộng. Con cũng thấy được người nắng mừng chết luôn. Tiếp đón hoàng hậu, coi video còn cho con trai. Nếu vậy, cho em đi nào. Em chỉ ngồi lì hoài, không thấy bị đỡ mà bị cô. Bởi vì con nói với mấy đứa em đấy, cộng tu tương gán ngoài Đông Nam nha, có người Mỹ rồi tới nha, còn không hai người Mỹ nữa. Hai người em. Dạ, mà mừng lắm, mỗi lần tao lội, tao đủ loại cơm hết trơn. Đón tiếp. Khi thì nó nói tại, chỉ nó khoan cha, vậy mà tao bỏ cuộc. Dạ, cũng nhiệt tình lắm. Tôi hết thì nó hơi
mình phải ăn mũi lấy thôi. Thôi sẵn khóc rồi tụi con mới chọn. Tôi cũng miệng dài, còn dài có mấy hộp cho tụi con nó chắc giùm con một cái. Chú giao hai mươi mấy người bây giờ con. Đem chiếu cái phim mà ba năm mới là lên nhà giải đầm là rộn tôi đi hết. Còn chắc nữa. À, chiếu bữa đó là có mấy không chiếu rồi sư phụ, mà có mấy tên đó mà đi thì khắp thằng đó là về làm liền, sư phụ văng liền văng luôn à, chịu không nổi sư phụ nó kỳ nhé, đông kỳ trung thu biết không anh hùng anh hùng anh hùng kỳ sư phụ mình đấy anh hùng birthday hả, birthday chịu nổi rồi hả. Không làm hơi chín hộ. Con cũng ngủ nhắm mắt thì giữa làm giữa lắm. Con kiểu mà mình muốn thấy mẹ con bé thấy con mấy con bé nó có được tâm nào con trả lời khẩu. Ngồi ra cũng bỏ tội. Ngồi ra uống xong hết trơn. Bé cũng được nghiệp. Mà sư phụ cũng trả lời con cảm động nhắm mắt. Nhắm mắt mở mắt cũng là. Dạ nó nói, cha lúc này sao mày ngồi điện thoại mày thiền ngoài vậy. Trời ơi nhắm kẹt mấy chứ. Dính chứ nào thì đứng nào hay nói chứ thiền thì không giỏi nó làm gì chứ đâu phải là thiền 4 tiếng ngày cũng bằng tâm nửa tiếng giỏi thôi cũng cái kém thiền không men nữa bà chào ra. Con nói chợ sư phụ cho được con nhiều cái kỳ về origin đó mà tụi con muốn con không có làm được cái gì chứ dạ một lời chính hộp hả, còn một lát con à. Vậy mà sao cái hồi đó không nói để về nó mới văn. Con nói trời ơi, tiền nó để con đi con nghèo một xíu đi mai chi rồi lại lại. Nhưng mà nó cũng lịch sự lắm, chứ không có gọi họ để nói chứ. Nói thôi hả? Chị sao không có đi với đồng nữa? Không, nó nói là bác sĩ kỹ năng. Hả? Nó nói bác sĩ kỹ năng. Trời ơi, nó ăn mặn là kiếm cách ăn mặn nữa. Rồi còn cái cậu cái gì? Dạ, đi khách vậy. Dạ, có cái cậu đi thiệt thất vậy thì văn liền. Nhưng mà cậu nói là cậu chịu không nổi. Chịu không nổi cái lực hay sao đó. Bây giờ là người dân văn. Mà cái người em cậu là hiện giờ là đang nôn nóng cậu con mỗi ngày đi chuyện thăm vấn. Kỳ á. Cái cậu nó nói trời cảm ơn mà anh em chị. Nhờ ông bỏ trong bỏ cuộc cái cậu chừa sách cho em đậu cái gì. Chán liền ra lộn gì nha. Thành ra cái lâu lâu con đem những cái này lên được trai đi xa. Nhưng khi nó ra một chút thôi rồi nó không kiếm chỗ, không có chỗ nào đắc tư nó cũng chạy vô. Thì vậy đó, nó ra ngồi để thấy ngoài đường đánh tới đánh lui, bể mặt bể mũi hết rồi chạy về bò. Chứ gì đã lâu hẳn đó thì tôi thấy cái chuyện nó trộn cũng ra để thiền. Chị phụ Linh đánh chú nghe Linh gì? Nhiều bữa cái kỳ mà con tự dưng chưa lần nào cũng nhớ như lần này. Như mắt ngớt á. Rớt rồi lột đó. Con thì chắc chị nằm này nghe. Ồn quá nha. Uống được nữa nha. Con thì ta thấy chị ăn trái cây rồi thấy sư phụ cho gặp thì con giận ngu quá chứ. Chứ chính nhiệm vụ gì con cũng đi mà. Sao mình thấy ăn trái cây gì đâu. Kỳ thì con có cái hình đó hả? Dạ. Đem về nó quảng cáo rồi. Thì ta làm liền sư phụ. Chị là chịu hết nổi kịp cái cuốn đó luôn. Cái kịp gọi điện thoại nói chị muốn đi thăm sư phụ không nghe tôi đi đó. Ý gửi lời chứ, nó cũng gửi vậy thôi, tôi đi theo đó chứ. Cái gì, đi mua vé máy bay rồi. Gửi thân nhưng không gửi lời. Mua vé máy bay rồi, cái về Cali rồi chứ không có phải đi qua đây. Lúc đó sư phụ một bên Nhật cắt, cái con phát liền qua xin, cái người ta nói cô ơi đừng qua gì đó, tại vì không có thiệt thất thì người ta cũng có sư phụ nữa. Chị nào có phép mới được, cái con nội tiếng, cái nội nhà chờ, cái cầu sư phụ quá trời nó. Thôi con đi vậy đó. Như vậy sư phụ về đây lẹ. Con gặp con cái. Cái gì rồi lên cho hai nha. Mừng sư phụ. Ngồi nguyên. Nằm cũng nguyên, đứng cũng nguyên. Không biết làm cách nào hết. Đi đứng nằm nguyên. Thưa sư phụ Hùng đó, cũng muốn đi á. Còn Hùng đó sư phụ. Còn Hùng đó con Mona đó. Thôi còn Hùng dẹp. Nó muốn qua đây nhiều. Dẹp chơi đâu rồi. Dạ. Nó cua rồi. Dạ sư phụ. Cua giá máy bay không được. Như nào cần cua. Cua mà cua gì cua. Cua mình đế đó. Cua cái xong.
Có cái list đi kỳ này nhiều lắm nhưng mà những cái bài không có. Còn là không có. Đây con sợ nếu mà nó cho lương mình bây giờ nó trả lương mình nó có cho mình mượn ngày vacation đó sư phụ rồi nó cũng được tôi cũng mượn một cái được để dành lần tới từng tới kỳ tới thì đi khác nên là bây giờ mà đi xin mấy đồng tiền đó thôi chị đâu vừa hết có nữa chứ sao ngủ vậy là anh hùng sao đi con nói với Phượng nói đi em đi chứ đừng có nữa là thăm nữa đi phải đi mới được. Không gửi lời hả? Không gửi lời. Mà đi kỳ này mà nói em đã 2 tuần trời. Không, không bây giờ mới bán khó. Nghĩa là kêu bằng nhờ chót mới được. Được tao không có ngửa đó hả? Mấy người Việt Nam thì phải ngại quá là sư phụ ngồi đâu cũng miếng đi đứng nằm ngồi được. Hả? Thành rộ gì? Thành rộ hả? Không phải. Chính chú cho hành hành trụ ngõ tỏa tỏa
Nó sẽ xì. Hả? Đều là gì? Đều nguyên hết. Chán rồi mà Trung文 thì chán rồi bị cho họ hả? Thì cứ yêu quản sứ hả? Nó yêu quản mấy hả? Quá kì. Thì mà sẽ phí về chán đi thì sẽ tỏ. Thì sẽ xem. Chỉ có thiền đó phải không hả? Không còn cái chữ gì thay thế được ha? Một chữ gồm hết. Nghèo nè. Chúc con. Vậy thì con như cái thái. Vậy đó. Ờ. Bảo mặt xài cái gì. Vậy. Ôi đêm dạy mà tới sữa là trẻ. Trẻ là 10 đi. Để trẻ 12 giờ đi. Em trẻ rồi hả? Chưa cho nước con muối. Vậy đủ rồi. Thôi bỏ trẻ nữa. Thôi đi anh đi. Nó mở trong 7 rồi. Bữa nay mới có hai mấy. 7 là 7 tuổi. 7 ngày nữa. Trời còn 10 ngày nữa. Ôi khóc mọi người cười ra nước mắt. Con gái đông quá bây giờ. Không biết kiếm chuyện gì để làm ăn cho nó lẻ chứ không kiểu gì chết. Rồi còn có cháu ngoại cháu nội rồi tùm lum nữa. Trời ơi. Đáng lẽ chị này hai đứa con. Nhưng mà mình sẽ bán mình lấy tay con bác hai. Mình biết nó cho mình cho hai. Tại nó liều quỷ hai từ. Ờ. Hai chồng con hai đứa con. Bác con em hồi âm lại với Phượng nói là sư phụ không có ở Đài Loan, người không qua đây không có qua đây được hai nhà con không cũng nhớ sư phụ quá mà cho con đi sư phụ ơi con nhớ sư phụ sao con không biết con chỉ cần nhìn sư phụ là đủ rồi chứ không nghe sư phụ là đủ rồi mấy đứa nhỏ nó cứ hùng gì sư phụ qua TV dạ nó làm vậy chứ hẹn chứ mỗi lần sư phụ qua thấy TV đúng không hình sư phụ chứ bộ đồng hỷ chưa con có thấy hình sư phụ đâu nó cũng không nó cũng ngộ ghê dạ mà có hai thôi em ba đủ rồi nó biết hình có hai chân hả cái đông dấu tùm lum ăn chocolate rồi nó hung lên á mà sao lạ sư phụ hình sư phụ nó không là đưa hình Phật Thích Ca mà đưa hình mấy sư khác thì nó là ẹ rất là biết chứ con thương sư phụ lúc đầu mà con cũng không biết làm sao con nói con chỉ nhìn sư phụ ôm sư phụ là con thấy con mừng lắm rồi con coi đâu cái cổ băng mà sẽ bị đổ tôi biết sao đó con thấy nó sao nó cứ cầm quạt con ngồi sư phụ nó quạt quạt con biết không nhẹ lắm con có quạt nó rồi đúng sư phụ tội chết được luôn sư phụ lên nó ngồi nó cứ quạt chỉ tại sao con nó thương quá nhưng mà nhiều không nổ sư phụ nó nhỏ mấy đứa nhỏ khoảng bao nhiêu tuổi thì được truyền tâm bấm sao con thằng con của sư phụ nó chưa 3 tuổi cũng mà tối nào cũng ngồi thiền nó cũng ngồi mà nó ngậm năm chú hồi trước 2 tuổi thì ngậm năm chú bây giờ thì nó niệm danh hiệu sư phụ nó cũng ngồi thiền cho nên tiếp qua phải sư phụ 2 tuổi sư phụ ngồi thiền bây giờ nó niệm danh hiệu mà nó cứ bỏ tiểu thành bây giờ mô hạ vô sư cháu ngoại mới phá quá mỗi lần mà nó phá trời những nó mà cổng luôn thích nó là nhảy đầm mà nhỏ mà nó ke cái nó lắc thích nó mà bây giờ nó không tiếng nói mới 18 tháng chứ mỗi lần nghe kinh tụng thương mụ là nát theo Bây giờ kẹt quá, cái gì mà dữ vậy? Gọi đứa con ở chỗ, có đứa nhỏ đó hả? Dạ, con Lộc.
Ừ. Sẽ có lẽ mỗi lần dành với bà xã đi hoài á hả? Dạ. Báo. Dành với ông xã, dành với bà xã. Ai? Cũng cực khổ vậy. Những cái khổ ở đây cũng có khách quê người mà ở nhiều khi. Rồi quý vị, ở những cái cũng em có bị người này kéo về, kéo về, kéo về rồi nó chạy qua nước khác rồi cũng bị người đó kéo về chỗ khác rồi. Thật ra bây giờ cũng muốn hứa hẹn gì nữa, cũng ngồi đâu cũng ngủ nguyên, là đi đứng nằm. Nếu không phải là chuyện mà. Nhưng mà ông anh con kỳ này, ông không có truyền âm ra mắng đó, nó cũng có một cái cơ duyên nên xong rồi bên này con cũng nói là xong rồi hôm đó đó, rồi gọi lên nước kia cũng biết rồi mà. Ông anh con bên Nhật, ông nói tên tàu ngoài, ông thấy xong rồi. Cái cũng ra sao đây, cái cùng thông báo là ông tôi rồi. Thôi nha quý vị, mỗi ngày phải đi tiền hết nha, bây giờ sư phụ tôi ở đâu, sư phụ ở đâu không biết, mà bây giờ phải đi tiền rồi. Bây giờ mình không biết tin sư phụ ở đâu, bây giờ mình phải tiền cầu nguyện nha. Bây giờ đêm nào nhờ cái đà đó luôn, rồi bây giờ mỗi tối họ đi tiền hết luôn, họ đi làm cực khổ, cũng cảm động hết. Họ lên tối là họ cũng lên làm tiền hết rồi. Như vậy là sư phụ tôi mấy người mai mốt mấy người, họ cái người đỡ đỡ nhiều chuyện đó, đỡ gì lo sư phụ cũng chết chứ đỡ. Nếu bỏ lý mà chùa kia tao nhảy, tao nhảy liền đó. Nhảy xuống liền. Tám đi, sư phụ đứng kế bên mà. Nói, không, tao còn hay hơn cả ông. Cột cái dây chổng đầu xuống đất. Sư phụ kia tao về tao mắc cái chân nghe. Sư phụ đỡ. Nói tám cổ té sẽ mất xuống đó mà. Tám còn đứng cây mùa quá chứ. Ông cũng có nhiều người như vậy. Thành tâm mà sư phụ cũng cảm động, sư phụ cứ vậy mà đi đến thăm ngồi không phải là chuyện thấy yên không nổi mà đi đứng nằm ngồi đều không nhập định được, đi nước nào cũng không nhập được hết. Con thấy nhiều cái sư phụ là định mệnh của con, nếu mà sư phụ có gì thà sao cũng thôi. Ở lại với con. Con gái chồng tâm lo. Giữ con cho quý vị hoài sư phụ mệt quá. Cháu ngoại cháu nội nhiều quá, giờ không có ở đâu. Sao có cháu chắc? Còn Việt Nam bây giờ nữa. Việt Nam ngoại nội tùm lum. Chắc ngoại chắc nội tùm lum hết. Chồng là mấy người mà đẻ ra mà chưa kịp ghi danh nữa. Chưa có hộ khẩu nữa. Đây là thư kiện. Thư kiện mà có tài cả. Bên này sư phụ nói chút thứ ba muốn về sáng bên này nếu nó nói chuyện tùm lum bên này sư phụ ngủ làm sao được mà rồi sư phụ nói chuyện suốt cả đêm sư phụ đau nhức sư phụ lên sư phụ khóc con nói thân khẩu với con thì không có trong thật mong gì các ngày được trong thật gần gũi sư phụ lan sư phụ con nói thì không ai thể tưởng tượng được như bên này khác mà người thèm quá có thể để làm con thấy từ đâu ngoài thôi, con thấy từ đâu đâu. Bên này chỉ tắm thấy bên ngoài thôi. Chỉ là thấy bên ngoài là như vậy thôi. Cái đó còn đỡ nha. Hồi trước mới đi một lần ở trong nhà to nó bằng cái này thôi. Ở Brazil. Mới đi qua lần đầu chưa biết gì á. Ở nhà đệ tử cũng có nhà mà xa quá đi, không có điện thoại liên lạc thì khó quá rồi gì. Đi giảng kinh nó xa. Ở cái nhà đó mà không phải người ta tốt vậy.
tụi cho mình ở kêu đồng tu với mấy người xuất gia ở, thì tụi nó đông quá, sư phụ không lẽ kiếm cái phòng lớn xong tụi nó ngủ đâu? À sư phụ á vô cái nhà kho đó cũng giống như mà cái chỗ quý vị móc quần áo vậy đó, nó nhỏ nhỏ kiểu đó, hiểu không? À cái gì đó, cái cupboard á, closet á, rồi cái sư phụ để cái bàn vô nhập chân vừa đúng ở đó một nó còn mình mở ra thì thấy đồng tu thò lỡ rồi đứng lại thì nó ngọt chết. À, mà có một cái toilet thôi mà mấy chục người dùng, đợi cho nó đi ra ngoài đã được đơn sư phụ còn lén lén tắm nói vậy cũng còn đỡ rồi, còn anh đi bước nữa mới đi qua lần đầu tiên đó thì Hải có nói rồi nằm dưới đất thì nói gì mà mắc mớ gì mà mỗi lần đi ra ngoài cuốc là nó cứ đem cái túi ngủ mà nhỏ xíu mà mỏng lép đi sư phụ nè, mà nhiều khi sư phụ cũng không có để ý nữa, chừng mà lần rung mình thường chết đau trên mình mấy rồi tới chừng đó la lên cái tụi nó mới vô, nó có nhiều người á vô thăm sư phụ á thấy thôi cái lạnh nên là phải tại cái túi ngủ nó mỏng quá, sư phụ nhiều khi cũng biết nữa, đã mỏng rồi mà nó còn mở cửa sổ rồi đó để tùm lum nó thèm đóng gì mình á, mở cửa sổ rồi cũng kéo màn xuống là không có thấy cửa nó mở. Ở sư phụ đi học pháp về đâu biết đâu, thấy màn được kéo ngon lành đẹp đẽ ha, mà xuống thờ rồi nó nóng nó đau lạnh, rồi ba bốn đứa nó ngủ bên kia nó đem cái máy gì đó máy sưởi để mà đó ba đứa nó có lợi, còn một sưởi cho một người thì lỗ vốn quá đi. Ở bên này thì nó mở cửa sổ lên cho mình mát mẻ vậy thôi chứ đôi nữa, rồi cái túi ngủ mỏng mỏng vậy đủ rồi, đắp chi túi ngủ nó vậy nó nặng liền trước đã nặng nề. Thôi đó là cùng đỡ nhà cửa kho có nhà cùng đỡ hả, ở cái đi cùng mấy hôm trước đi qua nước nữa thầy hồ đã nằm vậy đó, nói gì nhà kho người ta nói ngăn ấy, lấy cái tấm màn ngăn ra rồi đệ tử một dọc bên này bên nam bên nữ rồi sư phụ nằm bên này nó ồn ào, nhiều khi tốn nó ngáy nó ho nó sạc không nói gì hả, cái chỗ đó là cái chỗ người ta làm việc mà cái dư cái phòng đó còn kho cho mình ở, mình đệ tử thôi vậy ở nói vậy mà tốn ngày phải đi toilet chung với người ta đó, mà đâu có chỗ tắm đâu, nó tắm trong toilet đó hiểu chưa, mà nó vô nó hút thuốc chẳng hạn, thường thường người Mỹ trong office nó không có vô thuốc, nó chạy vô toilet nó hút phòng mà vô nó ngọt chết luôn. Như vậy mà ở đó cả 10 ngày, 10 mấy ngày đừng có đi tới chỗ khác. Nhưng hôm trước nó sắp xếp chương trình á, wow, trời ơi, đó, sướng, như thiên đàng. Không biết chữ khổ là gì, cuốn chí là tự mình xuống, rồi là khổ khổ. Cái đó không biết có phải là khổ không? Hết nói nổi rồi, thành không biết cái chữ gì. Quá khổ rồi. Hả? Cái mà ở trong toilet kia người ta đó, mỗi ngày cứ đợi ta mà đi vô phải lén lén cho cười nè, rồi nó cười tại Mỹ nó háo kỳ, nó thấy mình đầu trọc lóc rồi sẽ chạy tới xì lui còn một đám vậy đầu trọc không à, rồi còn mấy người đầu dài nữa lộn cả trong luôn, chỗ người ta làm việc phải không, nhưng mà tối là thiệt là thiệt đạt, mà tối này là cảnh giới thứ năm tại sao tụi nó đi vậy trơn rồi, còn mình ở từng lầu thứ năm là cũng khỏe rồi, nguyên cả một cái động từng lầu á không có ai trơn, có mấy chục người của mình thôi, rồi thì tha hồ nấu cà ri nấu bò chay nấu cái gì cũng được, rồi tắm cũng xả ra không tắm xong phải lau cho kỹ mày nó không thấy Mỹ là kỹ mà mình cũng mong cũng làm việc đó. Những ngày tháng này không bao giờ quên được. Sẽ có ghi trong nhật ký á, xin ra bán mấy trăm ngàn bản quyền á, chưa có nói là chưa nói anh ra bán bao nhiêu. Mà sao xin với mình đi nào cũng vậy, đi ra ngoài quốc nó đem cái tấm đem cái đồng ống nhất cho sư phụ để xuống nghiệp chướng, chứ nếu không làm gì có vậy, tụi nó tự mình nó cũng biết đem đâu cái túi ngủ vậy nó đem đủ thứ ra, nó mắc gì cứ đem cho sư phụ tôi không học, chắc thấy sư phụ nghiệp chướng nặng quá rồi cứ đắp mà vậy nó chắc chịu thôi. Đúng không tốt mà không phải tụi nó ác đâu, cứ nghiệp như vậy cứ thành thật sư phụ mới vui, nếu không có chuyện gì để nói. Then it's at night it's loose and the fire. Vậy đặng có chuyện để sư phụ để mà trằn qua trọc lại chứ không thôi cả ngày cả đêm nằm hoài chứ buồn chết không có chuyện. Ờ
đặng đặng mà ban đêm đi ngủ không được rồi, đúng vậy đó, đó chạy tới chạy luôn đi tuần hành vậy đó, cho nó giờ nó dòm sẵn gì dòm chứ ốc pháp rồi đó, mua gà mua tật ra đặng nó dòm để nó đã đỡ ngủ. Nấu xong mà nhiều khi sư phụ cũng đâu thấy được những cái đó không phải là khổ nha. Bên trong cái gì áp lực bên trong, còn bên ngoài cũng không bao giờ thấy cái hoàn cảnh nào á, sống theo hoàn cảnh đó cảm thấy nó vui lắm. Ví dụ như đi toilet mà lén lén đi vô, ôi không có trời, giống như phim mà 007 007 ha, kêu kêu cậu đó coi đi, còn có ai ở ngoài ngoài đứa đứng hai bên coi rửa có ai là phải tặng hắn liền nhau không mà. Nó cái nhà bà Di đó hả? Ở bà Di đó là gì? Bà Tây á? Lần đầu tiên nghe bà có cái ông đó, ông cho nguyên cái nhà mình ở tạm mấy ngày đó. Tại vì đi hotel thì khó nấu nướng, nó cực khổ quá. Nấu chay á. Với lại hồi đó cũng ít tiền để dành tiền. Sư phụ đó không đi ra, cứ đi xài phí lắm không? Sư phụ xài đúng chỗ chứ không phải còn đi hàng pháp, sư phụ đi xài. Từ khi không có cái gì mà không có thể nào mà miễn được thì nó ở hotel thôi. Ở hotel sư phụ thấy nó lãng phí tiền quá trời mà nó thuốc lá rồi tùm lum, có gì ngon đâu. Ở hotel hạng nhất thì cũng vậy đó, càng nhất nó càng khổ nhất nữa. Rồi xong hả? Cái nhà đó tại sao lại cho mình ở nhà đó hồi đó không ai dám ứng má không nó ngủ nó không đem cái gì kéo cặp để trên nhà kéo để tôi gãi nghe nó có người bị thọc lét nữa để cho mình ở còn không ai dám ở hồi đó thì mà ai vô không đem nào ở không được thành lên cái office lẽ ra cái chỗ office cái chỗ đó là đông cái chỗ kêu mà giữa thành phố á, và cái location á, cái địa điểm rất là thuận tiện. Như vậy mà không ai mướn á, ai mướn 2-3 ngày cũng vậy, ai mướn 2-3 ngày cũng vậy, một đêm 1 ngày cũng vậy á. Không có ai mướn á. Sao này, mới là năn nỉ, coi như năn nỉ thôi bụi giờ ở chứ. Bụi đâu biết gì đâu, mất chắc mất mở. Sẵn có nhà nó vô ở chứ. Ở đã rồi, ở mấy ngày, mười mấy hai ngày gì đó rồi đi ra, tụi nó mới vỗ tay nó khen. Suối con đi vô rồi đã không cho con nó cắn à, cũng như cái chuyện mà cái ông mà đi qua Phi Châu rồi không thấy cái hồ thám hiểm á, đi ngang nó thấy cái hồ nó không có thuyền á, ông có cái lũ quần bơi qua rồi có thấy mấy Phi Châu da đen thui rồi mắt tỏ đứng cái dồn vỗ tay cái gì vậy, trời cái hồ đầy cá sấu coi. Trời sao anh hùng quá, anh giỏi quá, anh hay quá. Từ kia bắt đầu rủ. Con giống sư phụ á, đâu có biết nhà có ma có quỷ gì đâu. Chưa ngủ đại mà mệt chết ma quỷ gì, có thấy cũng mà kệ nó chứ. Đâu rảnh đâu mà sợ đâu. Có thì giờ đâu mà sợ. Đi hoàng pháp rồi đi nói kênh này về rồi người nào hỏi thì cái hỏi interview này cái mệt chết luôn. Mày anh chị rồi này á. Hồi đó chứ bà hỏi anh chị rồi nhiều quá. Nó đòi rồi đầu rồi cắn rồi tay trong lúc á. Hay vậy là thẳng cắn ở đâu mà mất nó lại sư phụ bắt chặt luôn á. Gãy chân nghèo nghe tụi nó nói chứ sư phụ luôn đấy. Một hai người thôi chọc chơi hai bữa thôi được thấy mình không sợ nó, nó sợ mình. Đi chuyện tâm ấn luôn thôi. Biến thành là tu á. Từ cái lúc sư phụ đi hồng pháp đứng tại các cửa thôi, mấy tên kia đứng các cửa thôi, còn mấy tên ma của hồn các đắng lại nó bị nhiễm hết xăm mình nữa vậy thôi. Ở đó ma đủ ma, ma mặt nạ rồi ma, ma mặt hẹo rồi ma, ma xăm mình rồi ma xăm cắn rồi ma xăm tay, ma thất tình, ma xê đụng, ma thất cổ, ma này ma cà bông. Tại thì đến lúc tôi đi hồng pháp cũng như vậy, ở nhà cũng có tiện nha, nhưng mà sư phụ đâu thấy gì đâu. Thấy cái hoàn cảnh nó vậy thì mình cũng thấy nó cũng vui theo. Nhưng mà mình làm theo cái hoàn cảnh đó rồi mình có bận rộn ở trong đó rồi mình đâu nghĩ là cái gì khổ hơn kia đâu. Có chỗ ở thì sướng rồi.
ngoài là nó khác, ở trong phòng còn có gì, còn có máy sưởi rồi này hả, nằm ở dưới đất mà, nhưng mà có máy sưởi còn ngoài kia không, nằm ở trên trên ngọn cây cũng cũng lạnh chết luôn. À, vậy đó hả. Con, sau này có gì nữa? Ở bên kia cái mùi tôi có học trò mình chứ đâu có ai đâu, con cái không. Đâu, lúc dù giáo pháp rồi. Nhất này, trên này, trên này, chú Bồ nằm đây, nhất đây. Nhất là tôi chú Bồ tắm, bên lỗ, bên này, chết rồi, vậy sao chú Bồ ngủ? Rồi con đóng đất rồi nó ra một cái lỗ, sao mà không có đường điện tử nữa á. Cứ đằng ba năm nay đóng đất vui, chú Bồ, tụi con nhỏ lớn, con thích đóng đất chú Bồ. Con thấy lung lung, xét xét tụt lum, coi, coi, chạy vậy, làm gì chạy? Ủa đóng đất, cái đó là đóng đất hả? Không phải đóng đất, không phải đóng đất. Nhưng mà chạy đi đâu, động đất chạy đi đâu, con nữa lên đất không phải chạy đâu vậy. Mọi người chạy con đó. Bây giờ phải chạy ra đó, chết gì, ngồi đây cũng vậy, ngồi đây tự chạy lên trời. Sao bọn cứu mình trong đây, bọn đang chơi lọt xuống đó vậy, tôi ngồi đây nó tạo con cái con chết luôn. Con nó đạp chứ dưới vậy, khi con nó đạp chứ dưới vậy nó chạy, ở trong đây là nó rớt xuống, tại vì tôi có thấy rớt cái gì đâu. Là vừa tại nhà kiến không á. Mà không có cái sự cụ chắc chắn hưởng hết. Tại vì không? Khi này á, đồng đất nhiều, khi này á, đồng đất nhiều. Còn nhiều hơn đó, hôm đó còn chút thôi à. Mà thì thầy lớn còn đứa có hơn đó. Không có, không có, có hai người chết nhưng mà chết là vô duyên vậy ạ, ông cắn thầy nói cái lúc động đất sổ hồng nó rớt xuống mấy ông nó khủng bay ra cắn hồng chết khổ quá chết vậy, động đất chứ không phải gì. Con nhỏ lớn là con biết động đất hết rồi à, có biết trước sư phụ ở Đài Loan có một lần bị động lớn lớn cỡ đó. Chọn mấy người Cali đã vô cái rạp không? Chạy đâu vậy? Cali nó đóng đóng đất sẵn ngoài biết cái sò còn con không biết á. Đạp chỉ mà dưới ra vậy. Ông cắn hai mình ông cắn. À, con bà biết con chạy con phải người chạy cắn một người bắt tường rớt xuống đỡ đứt đẻ. Ông cắn tới chết luôn rồi. Chết. Chứ còn nó cắn không? Còn thức sư phụ ở Đài Loan là hồi xưa còn chưa có đệ tử ha, à, cũng có hai ba người vậy đó thôi, hai ba chục người vậy thôi. Còn đệ tử nó ngồi ở cái tầng lầu ở chỗ kia cái bằng nấy hụ tức là nội hồ á, mà nó xây mấy trăm cái building thiệt lớn, mấy trăm cái block nhà lớn vậy mà không có ai ở trên, nguyên cả mấy trăm cái tòa nhà lớn mà có mình sư phụ ở trên đó. Thành đó nó nhà nó cũng trống, nó cho mình ở, cho mình ở đằng giữa ma cho nó. Tao đó tại sư phụ ở đó quen rồi con mình vậy, mà cái nó cao thì là cao từng lầu sáu lần á, mỗi khi nó động đất nha, giống như là sư phụ ngồi lên cây thì gió nó thổi mát mẻ tinh thần á. Và sư phụ ngồi đó nó nghĩ rằng mình ở Yên Mã Lập Sơn gặp mấy ông lạc ma đó. Mấy ông lạc ma ông ngồi thiền ở kiểu này mà cái dấu thì hôm qua cũng qua cái này mà lộn sao, lộn sao chứ bây giờ cái chỗ nó trời nó đóng dưới kiến nên không có mua được cái nhà nào, không phải chen như lộn. Hồi lúc hai mua chứ hai ở trơn à, năm nỉ con tới mua hai mua hồi sư phụ mà chưa mà ở ở à. Nguyên cả mấy cái bằng ở cái đó ở được mấy chục ngàn người nhưng mà sao sao bán trước khi đó mới mà đấy nó xa xôi gì ai biết đâu, rồi không có quảng cáo không tốt gì đó ai biết đâu, hay là họ không thích họ xa quá đó, hay là cái chỗ mới này kia nó nhiều khi cái địa lý người ta nó không tốt, hay là cái ta tới nữa không cảm thấy nên nó công người ta công thôi tôi bồi đó, rồi không thấy ai ở hết trơn, cái chỗ nào mà đông quá là người ta cứ lại
Mà cái không thấy ai ở, nó nghĩ chắc là phải hồn má bóng quế gì vậy. Nhà hàng thì cũng vậy, nhiều khi mình thấy nhà hàng đông đông, không biết ngon hay dở, dụng nhậu vô cá, cũng dành ghế nhau, đúng chứ mà, con không hay hết, mà mặc dù nhà hàng nổi tiếng cũng thấy cửa e dè, kiểu đó mà. Bây giờ trời ơi, vô mà trồng thêm ngọn cỏ vô trong một sọ. Nên không phải bây giờ, lâu lắm rồi, tức là sư phụ đi được một năm sau trở lại, wow, không biết đường đâu mà vô, đông quá, sao được rồi đó. Biết người nào đông mà rồi. Có kiếm chỗ câu phi rồi, lấy tiền rồi dọn mất. Mấy con đi kiếm con. Sư phụ kiếm sư phụ ra. Cũng biết ở đâu mà kiếm được cái tiền vé máy bay để đài thọ được không, mấy ai đài thôi dẹp rồi mệt lắm thôi. Chưa tiếng tiền nhà thương đồ bị bả tắn. Đồ bị bả nó tắn. Cái gì vậy? Chưa tính tiền nhà thương đồ bị bả nó tắn. Cũng sợ chứ hồi đó chưa có xăm mình. Cái xe chưa có. Mà cái xe Honda là cũng chưa có tội nữa. Thì này có rồi chắc ăn. Chắc sẽ không thể được xanh. Ờ, anh thấy được. Mấy cái cây dĩa bự đâu. Dễ lên hả? Trên đây làm hai ba cái kẹo mà không mì. Không mì. Thấy hai cái cũng hai cọng miếng, hai cọng mì cũng được đó. Mì quảng nó bự bự lắm. Nó dùng lọ nghẹ. Ôi lên nó thấy nó giống giống à. Chỗ này nó cũng mất miếng vui. Đi đâu anh chị cũng ngán hết. Hoặc một lần ngán hai là tưởng đâu cùng nghề. Là đồng nghiệp mà nghĩ nhau không? Có cái chuyện này chứ. Đài Loan có một cái anh đồng tu kia, ảnh chạy xe taxi, nè, chạy xe taxi thổ địa mà địa phương đó, bắt xe hồ dữ quá. Tại vì chỗ nào có chỗ đó hay không, chỗ nào cũng có địa, nhưng mà cái gì tổ địa cái chỗ đó tới chân lấn con kỳ cũng được, nó bảo vệ bên đó không, mấy anh chị bảo vệ tên mạng bên đó gì đó lâu rồi, cái lần nào cũng bị anh giết, người đánh dữ quá trời. Sau này anh ngồi thiện, anh nói á, anh nói ngồi thiện cầu sư phụ làm sao đâu biết hả, mẹ nói anh cầu sư phụ của anh á, sư phụ bên trong nó mày gì đó. Ở tự nhiên có một ý kiến à, kêu bằng khai ngộ lại cái say xăm tùm lum hết. Xong rồi cái đi tới mỗi lần đi ra mà bên ngoài biên giới đó. Sang lên. Rồi không có tên nào có ăn hiếp anh nữa. Nói vậy sao ngon lành. Đi đâu cũng có hai bên hộ pháp. Xong tu mỗi lần tu thấy trời ơi, sao anh kỳ quá. Biết càng ngày càng kỳ. Ta tu hành càng ngày càng thiện lương càng đảo lắm. Anh tu hành càng ngày càng còn mong rộng. Mặt quấy mặt đi đâu tùm lum hết trơn nha. Tôi nghĩ bạn trời ơi, tôi ngồi thiền cứ linh cảm mà sao cũng cho tôi cái này không bảo vệ được cái thân mình nữa. Mấy anh đâu có đi làm ăn cực khổ của người chạy taxi. Mình cứ cái tâm mình không ác thôi chứ hù dọa anh ta đâu có sao, miễn người ta đừng có động tới mình cũng không động tới người ta, vậy hai bên cũng bình yên. Mình không thích làm ác, mình không muốn ác thôi, phải không? Nói chuyện con đắng mà. Con đắng thọ năm giới. Câu đó cũng tức được mà. Mấy câu chuyện con bệnh nhân con mèo quá chứ bộ. Bệnh nhân là con mèo á. Thật sự con mèo sợ con chuột. Con mèo sợ con chuột. Tôi biết tôi không phải là con mèo con chuột, nhưng mà không chịu. Ông biết con mèo nó có biết không? Ta sơ hở xem nó tâm kinh nguyện nè. Mình đi tu cũng vậy á.
kêu kêu sư phụ rồi mất tiền đâu hả? Nãy em quay con biết rồi sao? Biết đi đâu sư phụ cũng có rồi sao bảo hộ? Bây giờ sao làm sao vậy? Con biết nhưng mà mấy cái tên như thế. Hai cũng suy nghĩ có ghi lại hả? Có trong trong video khác có đấy có lại hả? Cũng vậy năm nhớ của thầy thầy biết mày đừng cắn tay mà không tôi biết mày đừng hầm dọa nhá thầy thầy tập cấp khác nhau đó thầy tập cấp khác nhau đều khác nhau thầy quý vị có coi sự làm chưa thầy không có thầy đâu có đi coi nữa đâu thầy đến cũng khỏe nhiều nữa thôi à đó có cái ăn thiệt mà với lại đó nói sao tối nay cũng cần chị còn phải đặt chị nữa chứ ba thấy kiến lỗ một lỗ là chị đổ ba ngủ có à lâm nửa đêm mà bé hôm sùm lên mất công cả chó chó sao buồn ngủ được cái buồn cắt hôm sùm lên chạy cho các bạn không có chó thì nói ngay như vậy bẻ cái mặt lên ha. Cầm gì mà phải có chỗ gì vậy? Cái mặt con này nhìn mình chẳng phải thấy được đấy. Để thử xuống hổ khách hả? Ở trong nhà có chỗ dự. Không biết là xung đình người dân nhỉ? Nhớ cái bộ gọt bán là trong nhà có chỗ dự. Để đâu? Plastic surgery rồi cái tay nó nhỏ chứ hồi xưa giống y mẹ. Hồi xưa có công vua là một ông thường thường đi đánh giặc mà. Rồi đánh giặc thì thắng rồi nói gì vua cái tàu cũng quên cái tên. Nhưng mà sau này đi về á thì chắc là cảm giác tội lỗi hay sao đó ha. Nó là diệt quan bao nhiêu người đó. Tối nào nằm ngủ cũng nằm mơ thấy ma quỷ nó lại đè thiết cắn cổ. Đi giật tay nó xẻo mũi. Xấu ngủ được tốt ra ngày còn bệnh nè. Rồi khi có hai ông tướng là thường thường đi đánh giặc chung vô ông tướng võ á. Rồi hai tướng nó còn được để canh ở ngoài coi có ma quỷ này dám lại. Canh thiệt tình không ai dám lại chứ. Cũng sợ hai ông đó. Chắc xanh tiền hai ông phải giết tôi không. Thôi ông nói gì. Xong rồi. Chừng hai ông bận đi đâu đi đánh giặc. Ra ngoài mà phải chết rồi ông vô. Chắc chắn là bây giờ không biết. Tụi nó không sao. Vẽ hình của hai ông có dám lại cửa. Thiệt đi. Hình hai bị dám lại cửa mà bị đông vô. Nó bây giờ cứ bị như đi mấy cái nhà của Đài Loan á hay là Tàn Tạo á thì hai bên nó dám hình hai cái tướng võ là vậy. Tới bây giờ mình khỏi dám hay không có hên đồng tu của mình giữ lắm phải dám mình có vượng mới được. cho giữ đó. Cho mẹ lê á. Chị này vậy con có lên nghề làm ăn con chụp hình quá. Đeo chỗ này nữa. Dạ chị. Chị đeo cái tóc xong. Tay tao mạnh mạnh. Tại sư phụ đây cũng có cho nhỏ đi lên lính á, cho đen á. Dạ. Thì con trước cũng vậy. Nó bây giờ tôi ai gác cũng được thôi, vẽ hình cũng làm đi lính ông thai nhà coi á. Vẽ hình á, mặt đen tôi để nó có chân cho giờ. Còn trong nhà có video hoặc là cassette để sẵn rồi có ai vô là wow 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 vài ba tiếng cái đó thiệt mấy có sẵn á ok vậy đó hả mừng quá trời tao ăn cơm hả có sư phụ qua mấy bạn mới chuyện sư phụ qua mấy bạn chuyện cho sư phụ à con chở hết gia đình con đi xuống dưới lo cho tiền rồi con nói hợp đấy thì mình ra mình chờ tới sao và đi thôi chứ không có sư phụ qua đi đại đi hả
giờ họ không còn chào bạn nữa. Giờ bây giờ mấy người họ không còn chào mấy bà chị con. Chơi nữa chuyện tao mất còn chơi nữa. Không không, họ không có đi, họ chỉ là sư phụ ba không có tiền. Ngon vậy. Con đi xuống dưới lớp con tiền. Nhưng mà khi mà cái đi về cái nhìn hỏi à, anh chị tao mất ở đâu con tiền dưới lớp á. À anh chị bằng điện thoại đó hả? Có mấy người có hỏi cái người dẫn con đi tiền điện thoại. Mấy con không lành hết, con hỏi cho tiền điện thoại thì sao? Rồi, có điện thoại sao? Nó thì tiền sư phụ bên này chuyển lực lượng nào qua, con không biết vậy là cái vậy. Cứng vậy thôi. Thành ra cái nó à, tôi hồi xưa tôi tiền có sư phụ đào trắng tôi đó. Đại khái là vậy đó luôn. Ghê quá, còn có người rồi cắn xong nói luôn. 21 người truyền đại rồi cái kỳ này có phải đi qua được không phải không? Dạ, đợi sư phụ biết bao giờ? Dạ. Chắc gì chưa qua chưa qua chưa qua. Một năm trước tôi sư phụ cái con cũng là vô thường không? Con là cái đợt truyền vô tướng đầu tiên đó rồi, con cũng vô truyền đó rồi. Cái đồng tu của con đi theo nó, con có sư phụ không biết có được không con nói. Dạ, cái con nói mình đương khát nước gì nước nào cũng uống được mà. Nước nào cũng mà nước thôi, nguồn chảy ra lấy chứ không? Cũng có đợi lên túc đi nguồn chết ra khắc. Con nói mình đưa khát nước nào đưa thì cũng uống hết. Bà già của sư phụ á, từ mấy hai chục mấy năm nay đâu có gặp mặt sư phụ đâu. Mà trước khi chuyện tôi mắng thấy nghe nói sư phụ bên trong về rồi hầu quan sáng lực tùm lum hết. Họ sáng ra kể cho cả nhà nghe, cả nhà sắp thầy lấy cái ghế hồi xưa sư phụ ngồi. Rồi bây giờ bà già chuyện tôi mắng rồi, trời ơi. Thể nghiệm túc quá trời. Viết cho sư phụ coi, sư phụ cảm động muốn chết. Da như vậy mà bệnh hoạn tê vậy được, thân thể không tốt. Nhưng mà bà già bị bệnh tê á. Nhưng mà ngồi trời ơi, khóa sân sư phụ thấy hoài. Ông quý vị còn chạy qua đây coi thiền tam thiền thất coi tùm lum mà nói rằng không có rờ đầu rờ cẳng bà già sư phụ đâu có rờ ba đâu. Nhưng mà đó không tin với sư phụ, con truyền cảm ơn khoảng chừng tháng khoảng năm giờ khuya sáu mấy bảy chục bảy mấy tuổi rồi khoảng năm giờ khuya mấy đứa con nó ngồi thì cũng như tu thiền chung với sư phụ. Nó đang ngồi cái nhỏ con gái út con nó hiểu tiếng hiểu phật bài bà mà bà con nó dở con mở mắt thì con không thấy, nhưng nó thấy có một người ngồi ngay cái bàn ghế con đó. Nhưng mà khi mà con gọi lại con cũng không tin, nó con thấy thì lúc đó chỉ còn những cái bụi bằng vàng bay xung quanh thôi. Thì lúc đó con mới là con không biết vậy, con mới là con hỏi sư đồng tọa. Sư đồng tọa đừng có bậy đó sư phụ đó. Đó con lúc đó con mới biết đó sư phụ, từ đó nó cũng mất luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng á con nghe cái mùi trầm, con nghe mùi trầm đó sư phụ. Con là con cái gì con không biết, con hỏi sư đồng tọa đó, sư đồng tọa. Bà già viết rồi hả? Có lúc thấy sư phụ rất là rõ ràng, có lúc thấy không rõ lắm, mấy cái hậu quang nó mất tiêu rồi. Rồi nghe cái tiếng gì ban đêm 4 giờ sáng dậy nghe mà muốn mở tay muốn chết mà nó cũng thèm mê quá nghe hoài. Lớn lắm, nó tiếng to lắm. Viết cho bây giờ nghe sướng quá trời à. Trước cũng đâu biết sư phụ là ai đâu, tên đâu có ai về nói gì đâu. Nghe đồn đồn vậy đó, nghe ra ngoài có nhiều người phê bình vậy đó. Mà về nhà thì cũng thấy sư phụ chưa có chuyện nó mắng. Lúc đó bây giờ xong. Thể nghiệm tốt quá trời. Nó nhất định đi theo Phật. Mà là viết thơ là không biết viết nhiều, trí huệ đầy hết. Viết toàn chuyện tu hành không? Đọc cảm động muốn chết. Đọc cái đó sư phụ nhớ quá trời, nhớ không ạ? Thường thường hồi đó sư phụ có nhớ bà già nhiều. Đọc thấy bà già tu hành quá mạnh, trời nhớ quá trời rồi đó. Đọc cái cách mà hành văn này, cái hành á, sư phụ cảm thấy gần gũi. Chứ không phải tại vì mẹ mà gần gũi. Không phải cái huyết nhục mà gần gũi, mà cái tinh thần bên trong cảm thấy đúng rồi, vậy mới là mẹ chứ. Mới là bà con chứ. Mà cảm động, muốn đi chạy về Việt Nam thăm liền. Sợ lòng phiền cho ông bà. Đại điện chủ. Em nó cũng nhớ dữ lắm. Mà viết thơ hai người viết thơ khác nhau. Bà già thì viết thơ thôi, cảnh giới này cái họ tu hành quyết tâm theo Phật này cái nọ hả. Nhưng mà ngồi mỏi tay vậy mà cũng mê nghe quá, cứ mù hoài. 4 giờ sáng thức dậy làm gì, 5 giờ sáng ngồi thiền quán âm, 6 giờ quán gì đó, ban đêm ngồi sao. Trời, nói chuyện toàn tu hành không, còn em hả? Trời, bên này giật giá leo thang thôi tiền. Về nhà tiền nước gì đâu. Trời, có người đi lãi rồi tiền.
có người đổi cái này đổi kia là nhà có xoay sở không đủ, nghe nói chị giàu lắm. Này kia kia nọ không? Mà nó cứ nghĩ là sư phụ có gửi tiền về, thấy chưa? Thì sư phụ cũng có gửi nhất định nhưng mà nó không biết rằng cái đời cái nhà của mình thanh liêm, người ta mới kính nể chứ đâu có phải tiền bạc nó nể mình đâu, phải không? Sư phụ mà cứ cho tiền giàu phỉ lên rồi người ta nói sư phụ lấy tiền của đồng tu cho gia đình làm sao? Nó không biết, nó cứ than phiền hoài à, cứ đòi tiền rồi kia nọ. Tại em nó không biết, nó nói hồi trước không đi tu còn khổ đó nè, bây giờ đã tu rồi, đã ăn chay rồi mà không có tiến bộ hết, nhà cũng vậy thôi, xoay trước túng sau này. Phải vậy nó mới có phước, cho tiền phì ra rồi lát nữa rồi khoe quan tùm lum rồi người ta để ý nữa rồi người ta nói nhà thanh liêm tốt chứ, nhà mình cũng như làm quan vậy, làm gì mà phải cho nó vinh thân vị gia lên, phải không? Cái vụ người đi tu đâu phải làm quan đâu, phải làm vua đâu mà đòi cho nó vinh thân vị gia lên, phải không? Em nó không có biết mà sư phụ ơi sao quá rồi, sư phụ cũng làm biến giết cái nhiều mà giết không rành, nhưng mà chắc xem cái tép liền cho nó coi cho rồi. Họ thì thấp rồi hả? Bình thường thì nó bấm nó thì nhiều người bệnh gì đó, cancer đó, ung thư mà kiểu bằng có thể sắp chết đó, phải mổ không thôi cũng được á, mà đâu cũng hết trơn, mà không có mổ luôn. Nhiều người đem chứng minh thư lại đưa cho sư phụ coi rồi lạy xuống họ khóc ròng nói cảm ơn sư phụ, nếu không đi mổ mà mổ chưa chắc đã lành đó, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, dao kéo để đó rồi, chạy nhảy chạy ra nó thôi tôi hết bệnh rồi khỏi mổ. Mấy người đang sống ngang răng đó chứ, chạy tới đây khóc rồi, nhiều khi ta kêu điện thoại lại khóc rồi. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ nói tôi đâu làm gì đâu, ta còn cắn hạt dưa. Nó tiêu đi hết rồi, nó không có đòi mình nữa, nó không có dám lại gần, hoặc là sư phụ độ nó chạy thôi, cho nên mình không có bệnh chứ. Nhiều khi cái bệnh đâu phải là bệnh sát thịt đâu, bệnh là bệnh từ cái thế giới Atula lại đó chứ, ma quỷ nó nhập sân có, nó bám mình nó làm cho mình đau khổ, nghiệp nó đeo theo, đi đâu cũng đem theo nghiệp hết, đi đứng nằm ngồi cho nên khi sau khi viện đã mắng xong rồi á, thứ nhất là những con ma đó được đưa đi những cái nơi giáo dục đặc biệt, nó cũng tiêu nghiệp, nó cũng sao siêu thăng luôn, hoặc là đánh sư phụ đã rồi mệt rồi nó thôi về cả là vậy đó, rồi xong rồi thôi sư phụ nó thôi đánh sư phụ về rồi thôi ha, đừng đi theo người ta chọc ghẹo nữa, đi lại đây sư phụ chơi cho đồ gia trị chọc ghẹo uống trà rồi ngồi đưa lên trường học kia rồi khai ngộ rồi sáng mắt rồi thù hận hết rồi đi, hai bên đều như hết chứ không phải đánh nó đuổi nó đi. Những cái
dữ quá, nó xúc nó đánh hồi cho đánh hồi thôi, đâu chết đâu sợ. Đánh đại vậy đâu chết đâu. Linh hồn mình bắt việc mà sao chết được. Con đánh đã là sư phụ mệt nhòi hai ba bữa gì đó thôi. Nhức đầu cái cổ gì đại khái gì đó. Rồi bắt đầu cho nó đồ gia trì đem lên mấy cái trường mà ở trên Atula đó. Gửi vô trường hả? Gửi vô trường. Nội trú. Bắt đầu nó cũng sáng ra chưa? Nhờ cái duyên đó được đưa lên luôn. Thành ra độ người biết bao nhiêu người siêu thắng đâu phải người đó đâu. Thành ra quý vị bệnh gì cũng nhẹ cho anh đội và những người đó không có bám theo nữa. Có chứ, có nhiều người đi bác sĩ không biết là tại sao mà chứ không làm nghiệp nha. Chứ mà đúng là đó kêu bệnh nghiệp này. Thành tiền ta bán xong hết liền. Rồi bởi sao những cái nghiệp chướng á, những cái người mà đeo theo họ mà trừng phạt mình á, mà thù hận mình đó, họ họ nhá ra. Họ có chuyện đi làm rồi, không có đời sống sung sướng hơn, cái họ không thù hận mình nữa rồi. Dạ, có gì khỏe hơn đi đánh cô đó chi. Nhiều có sư phụ lo rồi mỗi ngày luôn có cái cho đồ gia trì ăn rồi trên đó bằng quần áo đẹp đẽ ở nhà sung sướng, không có ai ăn hiếp con đá thì không có làm ma cực khổ nữa. Chứ nó đâu có thù hận mình nữa. Thấy không? Hồi xưa tại vì mình họ cũng đeo cái nghiệp thù hận trong người ta là nó cũng đau khổ rồi, ma cũ ăn hiếp ma mới họ cũng có cái tranh chấp của họ cũng đau khổ đó. Họ ở ngoài kia đánh họ chạy nó đánh mình. Sau này cứ lo cho họ rồi, họ khỏe rồi mà vậy thôi chứ đòi gì nữa, hiểu không? Ví dụ như có người chủ nợ lại cái đòi nợ rồi cô không có tiền cô trả, thì dĩ nhiên họ đánh họ đập cô. Họ sẽ ngủ lại, nó nói lại 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 đây, đây đừng có đánh ta nữa. Mới nghe thì chắc nó không hiểu gì, nó tự hôn sư phụ lại đang kẹp, nó muốn sư phụ vài cái, ví dụ vậy đó hả? Nói thôi sư phụ nó tiền nè, lời thì vốn nè, vô đây uống trà nữa thì thôi, nó khỏe quá rồi, thấy không? Trả lời đã vốn rồi thêm rồi, rồi còn tiếp đón đồng hậu nữa, nó khỏe quá, nó quýnh mình lên chi? Cho đi học, ăn học. Cho đi học, ăn học, nó còn không đẹp đẽ thêm nữa. Bắt tay bắt chân làm bạn hả? Khỏe quá. Là bạn với người phú ông rồi đó, sướng quá rồi, bạn bè câu đẹp hơn, sang trọng hơn, thì dĩ nhiên nó đâu có đánh mình nữa. Nó đánh mình là tại sao nó muốn đòi tiền của nó, mà mình không có mình trả. Sau này nó được cái lợi của nó, được cái thứ mà còn lợi hơn nó lại nó đòi nữa, thì dĩ nhiên nó thả mình chứ. Nhưng đâu có đau uống gì đâu, cứ mỗi ngày nó bị đánh hoài sao không đau được. Đánh nó dùng cái sức thù hận nó đánh mình không có thấy được, tại nó không có thân thể đó. Nhưng khi mình cảm thấy là nếu ai nhéo ai đánh gì á, nhứt rồi, hoặc là nằm trên bao thấy nó giết người ta đánh mình đó, nó là khó thiệt hết. Để mà tiêu bớt nghiệp đó, vậy đó, hiểu không? Nó bớt bệnh là vậy, nó rất là khoa học. Hồi xưa chứ con chưa có tiền tâm bắn ra sao bộ. Mỗi một năm là con biết tại sao. Cứ mỗi một năm là con phải té một xíu một vòng. Dạ, bất tỉnh liền. Không biết tại sao. Mà từ ngày qua trường tâm bắn là không hết. Xíu hai lần. Nghe tin sư phụ hôm qua xíu. Nghe tin sư phụ về là xíu lần. Con không biết tại sao mà cứ mỗi năm là con phải té xíu một lần. Mà bác sĩ không muốn tìm ra nguyên nhân. Mà từ sao tới giờ thì phải là khi trường tâm bắn là mất tiền. Chuyện nhỏ mà ha, bị nó bóp cổ, đúng ngày đúng giờ lại bóp cổ. Như cái chân con nhức nguyên cái chân, cái con đi khám bác sĩ nó ngồi thì cái thằng nó ẹo qua rồi phải đi khám thì coi làm sao, đúng ra bệnh gì sẽ phụ ngồi về cũng hoang quá rồi đó, khi bớt cái bắp chuối cái tự lên tới bắp đầu gối, giờ còn cái khúc bắp đùi mấy ngày nay chạy quá trời cũng quên chùa kêu cái là còn đi đậu thôi. bắp cái câu nói nhưng mà người ta lớn tuổi người ta còn tranh chấp với nhau. Ông xã nói quý vị ta biết tôi bệnh ta cỡ nào mà sư phụ cứu mà không hồi như cái bệnh nhỏ nhỏ rồi già mỗi lần nói tên ông xã con giống, nhưng mà người ta chưa có đủ niềm tin, anh nói gì sợ người ta giận, người ta bỏ tôi, người ta không có gì đâu. Mấy người vậy rớt luôn đi ông. Con sợ nó, con đi mà con giận một cái lít luôn á, con nói nè ông có được nói gì hết, nói kia không được lắm.
vài giờ tiếp đón là một mấy ông bác sĩ, mấy ông ngoại quốc lại phải nói chuyện sao cẩm nang nhí sẵn hết rồi. Dạ, con nhỏ nó đòi mà qua nó xuống nó muốn đi về con còn mấy con to nha. Mất tích mấy tháng nay là được tôi mỗi mỗi đêm mà bây giờ ông về không có đêm nào nó lọc chết tôi. Ủng quả. Tại thế là ông ít nói lắm sư phụ. Mà nói là ông nó thẳng hả? Nhiều rồi. Búa bộ thầy nào trò nấy ha. Kiểu mà, kiểu mà ông biết tiếng Việt nó đại à. Phải không? Ông đúng nhân phận cũng quạt. Ông nói mình chút xíu ra mặt ngồi cái uống thuốc tôi uống thuốc. Thuốc một bên cầu, bên uống thuốc gì thôi, uống hết cho rồi. Cầu gì? Ông mới nghe biết bệnh tới cỡ nào mà dù còn cứu là cũng lo tôi mà cứ lo, cứ sợ là bác sĩ mà họ còn thêm mà cứ uống thuốc hoài vậy thôi. Uống thuốc cứ nó đổ mà cô nói, uống nhiều uống chóng mặt luôn á. Tại sao nhiều luôn mà? Mà con nói thôi bây giờ người ta mới tu từ đó cho có người ta có thời gian không biết cứu đâu cũng có bác sĩ chứ chừng nào không được rồi con chào cho vui tốn tiền thôi không có gì bỏ hiểu ra con sợ lắm cái này đi con sợ con giết cái lít sẵn người này có nói gì thì sao nha cũng không không tính hết thì đừng nói tiếng nào cứ mở cửa người ta vô rồi vào đó lớp như là được tội giết cái lít mua cái thép mình đã khóa rồi cái lỗ con trai con trai con trai lớn của con nói má đừng lo anh đâu có làm đúng rồi má đừng lo anh thích kia mà bên rồi đấy thì ông nó nói má đừng làm cái gì ba không nói được đó lấy thép giăng là nói là sự vụ về nhà thì thấy ảnh mà mắt mũi dùng cục hết rồi biết sao bên này nhá, tao làm việc, anh nói cái zip của zip, làm cái zip cái gì á, cái kéo, cái đầu kéo, gì kéo kéo quá, cái mắt kéo nhá. Thấy ông già với hai bên nhỏ nó cũng vui lắm á, mỗi ngày biển tới biển lui rồi kéo nó một con tròn hai đứa nhỏ cũng phải vừa rồi nói chuyện cũng cái là cái bằng biển tại vô ngại á rồi gần với thứ hai nữa thì khi thấy ông già nói con đuối á sư phụ qua có một hai ngày sư phụ thấy tình hình giới nghiêm không ý các bạn căng thẳng dạ sư phụ mới không ạ. Cái nhỏ thì đợi đi, ông già thì cái bận gì thi điển cái thần thông của người cha già cho mẫu không có được mày kia nó sao tôi nó đi đi con không được đi nó không có được không có được tại sao không được chạy lén chạy ra ngoài thật sự cũng đi được không vậy thì tôi của kẹt rồi nói được thì ba nó giận mà nói không được thì con nó trời khổ ơi cổ làm tôi kẹt hai bên kẹt cứng đi cho nó đi sư phụ cũng phải hỏi tôn tôn trọng á nhập gia thì tốt mà và kẹt hai cái con nó kẹt hoài thường không biết nói câu gì để mà nói cho được anh cái ngồi cái chất lượng anh gọi nhà đã lắm nó rồi đã ngồi chung à nó đã lắm nó rồi đã dễ sợ luôn nó hỏi sao con nói gì cho sư phụ nói không được mà nói nó không có được chút nào chỉ có muốn nhìn ông ôm thôi anh diễn tả mà ông già con ông xã con luôn lắc đầu là anh sợ sư phụ mệt nên là ông làm đây nhiều ông nói sư phụ mới xuống máy bay sư phụ mệt lắm không cần phải có cái chỗ cho động xã nghỉ ngơi một chút thì nó ngồi coi nó cứ ôm hoài bà ơi lâu lâu mới gặp sư phụ ôm một chút cho nó chán bên nào cũng có lý sư phụ kẹt nếu con nói cho sư lại sư phụ con nói không sao ai ôm được ôm nó ôm không sao mấy bà già không có nói gì người lớn ôm mới kẹt tự phải giết giấy để làm quần sư phụ 12 tuổi lên không đừng có đứng gần cách xa 5 mắt cảm ơn sư phụ cho tôi ăn bánh uống trà no problem. Không mua quán ăn xong là con chạy như chi là mỗi lần nó sư phụ cho cảm thấy là chạy thôi là chạy sợ mất ăn trong mỗi lần nhớ cái nào nó kẹt nhất là luôn.
cái ca đó. Cái ca là quán quán quân, còn hắn là gì? Cái ca đeo cổ đó, chạy thì chưa người chưa tới mà ca lên. Con tới rồi, tới rồi. Cá đi, cá đi. Nước sư phụ la thì nhanh hơn nữa. Thế là hai cái bắt chéo không chạy không quýu. Không chứ chém không, chéo hoài không phí. Còn chịu chạy không có quýu chứ mà chạy lẻ đó. Càng xa càng tốt. Không trăm hai chục cái số giờ hả? Con thấy là một kêu đi xuống một cái là con thấy nó mất tiêu. Nhiều khi sư vừa gạt nó lên bếp, nếu chạy mất rồi mình ăn xong rồi ngày mai anh thức dậy tức chết luôn. Tần tôi kể là trời hôm qua chị bị khẩu nghiệm gì đó, chị rớt tiêu rồi sư vừa lan cái chị đi chị đi mất rồi hôm sau tôi ăn xong bữa lượt. Ngày nay mới mọc thêm hai cái. Biết mấy người ăn mít trong cái chuyện là ăn mít chứ sủa kẻ không? Hai cơ sở là ăn cũng vậy nó nuốt đại nó mọc cây trong bụng mà không á. Chưa và thân dân cây bồ đề nó không có mọc, không có mọc cây dung sư. Phụ thị bình ủ su hả? Bồ đề vốn không cây, vú sữa mọc hai cái mặt hai cội vì xưa tân sự nó cái này của chịu chẳng chịu làm cơ thanh long ba bốn già tao xin lũng chưa chưa hẳn lần sầu riêng chưa kể đến sống nói gì nữa đấy thành ví dụ xuống lâu hơn nữa cơ ba giờ là lâu hơn cơ đúng chẳng bắt đầu nào. Ăn xếp từ bộ xuống thì lắm anh biết rằng là đó thì ông kỹ sư ấy cho nên là đi sớm xin tiền đất đó. Con nói ông khóc gì mà ngày nào cũng ngất cái gì. Con nói cái dù là nước mắt ông hai hàng. Chi sư cha, thấy gì? Ông là hậu duy hai. Hồi xưa thời chưa đến, bây giờ qua đây chưa bao giờ ông cầm cái khác mà ông rửa. Bây giờ ông phải tự nấu, tự ăn, tự rửa. Bây giờ anh biết rửa. Bây giờ ông nói là nó mới sao cái này cái đó. Bây giờ ông nói bây giờ. Bây giờ ông nói bây giờ. Bây giờ ông nói tối là ông lúc mà con đi qua. Một tiếng không có nghe chữ bảo tiếng là ông gọi chuyện lên ngài là được nói tấm cao và ông biết là ông đọc bài hỏi mà ông nói là ông khóc như vậy hả? Bà thứ hai là tụi con tổ chức diễn xuất rồi. Ông ơi, con hỏi ông có đi lên đây không? Ta số tâm con vợ thì nó chỉ xử lý nó nói đạo. Nó sao anh chưa anh yếu vậy? Đâu phép nhẫn nhục mà con. Sao mình đó lúc ông đi tự nhiên sao xong ông lên xuống ông vừa bước tới vô chào đợi cái sách xuống ông nói là sư phụ ông khóc y như là đứa bé gì thế. Dạ ông khóc ông nghe ra cái gì vậy được rồi. Cảm ơn cảm mẹ khi quá nghe là nào 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 cần từ ở đâu từ chúng ta lấy sư phụ đã sẵn sàng gì sư cái này chắc mới ở đây là có số bắt đầu học rồi vậy là muốn giúp nhiều lắm. Cô là sư hồi sau những người khai sư thống là y tế nhận chất. Ông có coi cái cuốn 3 năm chưa? Có thi chưa? Dạ thi rồi. Thi rồi hả? Ông là người số 1 ở Huế. Đậu hả? Dạ. Đậu là... Đậu U hả? Đậu U. Đậu để đem đây uống sữa vậy cho. Dạ. Ông tìm... Ông không bao giờ chưa tiến sư hồi bảo. Thượng đế tối cao. Tôi ơi, ngài ơi. Các cô xong ngay ra bây giờ. Vậy sư hồi nó dành cho tới bây giờ 18 nữa. Đám con ăn hết lại của sư phụ. Dạ. Tại bây giờ con mua cho ăn đồ hết rồi.
chúng ta sẽ hồi đó tôi ăn để dành bây giờ nó được tôi ăn lại. Ăn cho đã gì nói vậy chắc từ tôi ngồi cho nhiều ăn cho đã để ăn thèm hoài đó. Tôi ăn rồi một bao của chú vậy ăn không hết nói gì chết chết bây giờ nó gì chơi hả. Bây giờ ông có nói vậy nữa à, Điếp thơ nó khác. Sao mà cảnh giới cao như kia. Cảnh giới cao như kia trên đều. Thấy mình cũng hết rồi. Bây giờ gồ quá. Thì cái lúc mà nghiệp trước mới chuyển biến là người khác. Hay gồ. Bây giờ ha, sư phụ đọc cái thơ bà già cũng hết rồi. Con không nhận ra được là bà già cũng như hồi xưa. Ông người khác quá, bây giờ sao khác quá vậy? À, người khác. Nói chuyện giống bây giờ trùng tu. Đúng là trùng tu nhà nghề á. Tức là lão thành á. Quan âm, quan gì đâu nói. Cảnh nhớ gì đâu, wow, ông sùng hết trơn. Sao tôi thấy cũng hết hồn á. Hả? Đâu có kém gì đâu, sư phụ mới tu đâu. Giống luôn thịt râm rồi hết hồn. Câu liêu nghiêu. Hả? Bây giờ nói chuyện không giống như hồi xưa chút nào á. Tôi cũng dòng muốn ăn. Đây là mẹ em luôn sao. Hả? Hồi xưa khác vậy đó. Hồi xưa đếm tiền không. Bây giờ đếm ngôi sao. Đếm sư phụ bên trong nữa. Ngày thấy mấy lần. Mấy ngày sư phụ. Ờ, khen với sư phụ thích khen tục ra. Ờ, xong rồi. Vì rồi thì Thanksgiving cái cô ghé nhà. Con còn tu, con trời con mừng quá. Trời ơi, lâu lâu không khách quý nữa rồi. Thì nó sẽ nói mày tu giỏi không? Thì nó ờ, nhờ sư phụ sao thất nghiệp rồi. Mày ba nói từ mày mà nó khác. Thất nghiệp mà tôi thất nghiệp mà tôi thiệt ha. Dạ, cổ nói không phải chuyện thiệt. Tại vì hồi xưa cổ xin sư phụ một cái chó gì đó. Được, sư chó. Cho sư phụ quá trời không phải đi tiểu bang này. Ờ, thì nó bực lắm á. Cái cổ tiền không đủ. Tiền không đủ, cái cổ ngồi tôi sắm hối với sư phụ mỗi đêm. Con nói con thiệt hơn. Bữa nay nếu mà cổ chết này sẽ còn thiệt đủ hơn. Hỏi không? Cái đúng. Dạ, tuần lễ sau cái hãng xe xin xin sư phụ đi đóng cửa. Cái cổ bị diệt mất nhiệt. Cái con ngồi nhà thì 2 tiếng rưỡi cái cột tiếp tục. Nói sao giờ khác. Sư phụ cho con cái chỗ ở nhà đó để con làm là cố làm tiếp thị trong vòng một tuần lễ sau sinh nhật cũng không chắc. Sư phụ sẽ không làm tại nhà. Dạ tại nhà cố làm chủ luôn. Ở thiền đủ luôn. Mặt tư rối là sư phụ. Dạ mưa. Nhớ cái mặt của phụ. Con nói xong nó đi. Thôi mà đừng nghe. Nghe ta kể cánh giới cái gì. Chảy nước miếng. Mà toàn là đi mau được không? Con nói cảnh giới của người ta kể toàn là tiêu màu con à. Con gì tivi đen tivi trắng đen mà đâu bị cúp điện người ta ngồi với xe ngang cách con kiếp con mai chỉ mưa không có con nó vua chứ con coi nó kêu nó chỉ muốn chuyện anh kìa lạ dạ mới xem cũng có nó mà mày muốn cái gì tại vì cái bơi đâu ngồi hộ nghèo mà có chứ ngồi trong bờ mà cứ cái đồi hoài hoa sen ngàn cánh ngồi đó cứ ngã ngủ liền công việc chưa cái gì hết đã ngã ngủ rồi lạnh lắm mà có hoa sen ngàn cánh được tối rồi kệ kệ thế vậy cũng được ha vui là được rồi ha nhà quá cảnh giới là đâu có gì được hay ha không chú sĩ một bác. Qua đây ăn cơm bữa lượng được rồi. Không? Cảnh giới làm gì hả? Mấy người ngoài đó ngồi coi cảnh giới ở đây, mấy người ngồi ăn xong bữa lượng cái nào xưa hơn. Thầy sư cũng biết đọc cái chuyện này đâu. Nghe đọc một bên tiếng Anh, báo tiếng Anh á. Có một bữa đó có đại hội chó. Đại hội chó thế giới phải không? Rồi chó gù ghề á, đi qua chủ tịch chó là mới được à, tổng thống chó mới được qua ha, quốc vương chó thì mới được qua hội. Rồi có nhiều chó lắm, chó Đức, chó Bạc Lê, chó Pháp, chó Mỹ, rồi chó quốc gia, chó cộng sản, chó tiền tiến, chó hậu tiến. Rồi mấy con chó nó lại nó hợp nhau hả? Mà thì riêng chó Mỹ nó trời. Quý vị biết không, muốn ăn
thịt á thì thịt bò là ngon nhất, mà muốn ăn là phải ăn bự như một miếng nè, Mỹ mà cho Mỹ mà cái chỗ này nó ngon nhất à. Rồi cho Pháp nó chặt rồi ăn, mình ăn kiểu mấy người chó Mỹ có ăn đâu đúng không, phải bỏ thêm bơ nè, phải bỏ thêm rau răm be, tức là gì be là phô mát á, phải bỏ những cái gì gì sữa nem rồi này kia hả, rồi nấu một hồi à, ăn nó ngon. Cái gì được cái tên mà có cái chó mình theo đạo Hồi giáo nó chào đời xứ tôi muốn ăn thịt heo con không chết à, lâu lâu thấy mà Allah đi ngủ tôi lén lén ăn thịt heo một bữa đã thiệt, thịt heo ngon hơn thịt bò béo hơn nhiều đại khái vậy đó, chó mà còn ăn thịt chó chó không đâu có gì ở đâu. Là chó này là chó khai ngộ rồi đó, chứ không phải khai đó mà mới nói được vậy đó. Còn mấy tên chó kia chưa khai ngộ là chỉ biết ăn thôi, không biết béo béo béo, không biết chơi gì, không biết phát biểu cái cảm tưởng của mình á. Cái này là chó đại diện mới được vậy không. Rồi cái chó khác á, ví dụ con chó mà chậm tiếng á, trời ơi à, miễn xong rồi ta ăn được cái da là được rồi, nói chi mà nó có thịt nữa à. Rồi cái chó của anh á, thường anh nó nói là the near the bone the sweet the meat đó, biết không, chó nó chờ mấy anh cứ nói chuyện gì đâu không à, cái thịt mà nó ở gần xương á nó ngon nhất á, thấy không. Rồi cái tên chó phải châu có xương ăn là đã rồi, làm gì mà phải nói tới thịt vậy, nó nói vậy thấy nhá, làm gì mà có thịt chứ nó chồng à, xương là ngon nhất rồi. Thấy trong mấy tất cả các cái môn tu hành con không có phái đoàn nào mà giỡn vui như cỡ mình hết chứ. Có đi đâu rồi thấy do đó có những cái người đi chùa hoặc là những cái tôn phái nhà thờ gì đó quen với mình á, mình thấy cái thái độ cái hòa khí khi mà mình gặp là mà không có cười, nó đóng cửa trong nhà ta cười cho ai cười với cô không có nói là mình gặp nhau đồng tu gặp nhau là giỡn cười vậy đó, cho dữ sợ nó nhăn cái răng nanh đó đâu. Gặp nhau nói chuyện tiêu thụ thôi mà cười bỏ chứ nói thì dành nhau mà nói không có chữ hết. Tôi đã nói làm lời trước chị hai chị này mà gặp nhau nói con nằm trên chữ hôn nghe con nói nến, chị này nói trước cái tới chị này bây giờ này thầm con nằm chào con nằm con chữ ký cái tôi kêu nến mà chị thứ hổ không à. Có một niệm có một đề tài mà nói hoài cả ngày em hết đề tài gì thứ hổ đem sư phụ ra làm trò hề à, nói là sư phụ cũng thích làm hề mà hả, thầy nào cho anh thấy sư phụ đi chăng ai mình cái này nói dội con đường kìa. Từ cái lúc mà ông Adam già già bị đuổi xuống tới bây giờ mình cười cả rung đất rung trời cũng chưa có lên được. Anh đã mỗi lần mình qua có xa lý cả địa chấn thấy không? Sư phụ qua Cali nó cũng rung lên. Mọi sư phụ mới qua Đài Loan nó cũng dùng dinh. Bây giờ quen rồi. Nó tự chờ. Pháp môn của mình hay cái là kẻ nam người đó không biết do mình nói chuyện rồi. Nói tới sư phụ là nói cả ngày ông hết mà cả ai cũng không biết mặt nhau. Mới chết chứ sư phụ. Không biết mặt. Cái gì hỏi đâu. Con chị này á, chị gọi con, cô đi với con đi. Mà hai chị em cứ nói qua nói lại hồi bỏng đó. Chị là ai? Nói cái bạn, đừng lắc. Dạ đi chị không biết tôi. Tôi là vợ có bé mập á. Thế sao là vui lắm. Trời ơi, tôi xin tôi tiếng số 1. Thì tôi lên chưa vừa. Cái tiệm bò phở hồi xưa là của tôi. Chuyện này tôi cũng nên nghe. Tôi mới đổi nghề đây. Bây giờ hồn vốn nhưng mà tôi kệ cũng đi lại. Bé, bán nhà bếp. Bán dao, bán dao, bán thớt đi. Thế nhưng mà xin mai. Xin mai nó cũng không lại. Một người chủ tiệm phát sinh rồi bán chuyện xong bây giờ khi đi muốn ta đi mua một cái chỗ làm bán quán ăn chay á, đặt cái tên thì xưa biết không, Quang Vinh. Quang Vinh restaurant Quang Vinh restaurant tôi nói không được, tôi nói đặt tên gì vậy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy mà cũng có nhà mà nó nhỏ. Không thôi nó xuống. Nhỏ như đọc chân. Xuống thần. Không giờ mà cái thần thế mà cái thần thế ông. Hả? Giờ chị coi gì cũng dài đó. Nghe kể đi về tính nữa. Thì có một con Mỹ qua Bali chơi á, qua Bali chơi rồi đi vô tiệm cà phê uống cà phê mà. Thì uống mà chưa có kêu cà phê lại, không biết tiếng Pháp nhưng mà chưa cà phê ai cũng biết không. Kêu cà phê lại rồi cái có ngồi một bên không á. No. Ba. For me. Hả? Ở trên Mỹ là no, for me. Nó Mỹ nghe đi được nó for you, for me. Cảm thấy rất là sorry nữa, đáng tiếc. Rồi cái buồn quá rồi đó, uống đi cà phê cũng uống xong, thấy rõ ràng con kiến nó chồng nó đã siêu sanh rồi phải không? Nó đâu có siêu sanh rồi. Rồi đó, rồi cũng thôi đi về. Tính đợi cái người Pháp qua là xin lỗi mà không có thấy đâu. Tính như con cũng chạy mất rồi. Sắp chó chạy mất rồi. Cởi chó chạy mất rồi. Rồi sắp ra ngoài mới cởi luôn. Lúc đó chó người với con nuôi chạy hết. Xong cái người Mỹ ngày mai chạy lại nữa. Ngày mai lại đợi nữa. Đợi ngoài cái ai cuối cùng cái anh người Pháp đi cũng lại. Lại uống cà phê. Cái mới đi vô gọi cửa anh người Mỹ thấy. Thấy cái người Pháp lại ôm mừng quá. Mừng quá. My friend, come here. Cái người Pháp nghe nói come here sợ quá, con đuôi chạy luôn. Thì come here, cái tiếng Pháp nó giống như come here, tức là giống như hồi ngày hôm qua. Yeah, sẽ giống như ngày hôm qua. Ai nghe sợ quá, thấy nó thôi. Cái này mình chưa nghe hả? Bên Mỹ kể bao nhiêu chuyện mà không có nghe được hả? Tại vì con cái bộ kể khá lý nhiều nhất. Vậy hả? Mà học bên đây có kể thành như vậy. Chỉ là chơi gì sẽ nhiều thôi. Có gì? Còn nghe nói có mấy người mà tham không thích chế độ xã hội chủ nghĩa đó, cộng sản á, có mấy cái chuyện nữa, chuyện con mèo biết chưa? Dạ, sư phụ một tay đồng văn. Thế rồi hả? Thì thôi, dạ biết nói. Con mèo không ngu lắm. Ví dụ mà con mèo mở mắt thì không biết hả? Biết rồi hả? Vô thật là sợ. Con bữa hôm rồi cũng... Cô đó, cô kể cái chuyện con chó nó nói tiếng ngoài cốt đó phải không? Có nghe không? Không nghe hả? Không có gì đâu. Bữa đâu vậy đâu? Cái đại khái nói chuyện như vậy. Có con chó kia nó đi du học mà. Nó đi du học rồi nó thành tài trở về về nước. Thì... tổ cuốc chó nhà ta tổ tiệc ăn mừng á, tiếp đón là nghe rồi hả? À, được đi du học thành tài rồi hả? Chúng tôi rất vui mừng có đi đón tiếp hả? Thôi anh cũng nói vậy một vài câu ngoại ngữ vậy chúng tôi nghe coi học được như thế nào á? Chó nó được cũng không? Đứng vậy thật cà rô bát là mừng. Mèo. Đó khi chó là ngại ngữ.
Cũng may mà tổ tông ông A Dông và bà A Già của mình rớt xuống đây chứ thôi trên đó đâu biết cười đâu nha. Có ngày đâu có gì gì đâu cười. Nhắm mắt thì quá. Ăn đây có chuyện sống. Chán quá không có mùi. Mình lỡ lên chỗ mình gặp nhau mà làm gì sao cũng. Đó là biết bây giờ vậy. Cái chuyện chó tiếp tục. Cái chuyện chó tiếp tục. Để ta tiêu diệt chuyện. Cũng như quý vị ở Mỹ rồi, bây giờ qua sư phụ làm gì thì cũng ngồi thiền vậy thôi rồi, ở nhằn cũng ngồi nhảy qua bệnh gặp bá làm gì. Hôm qua nó gác phải không? Dạ. Thế nên có nhiều người nói thằng Phượng ơi, chứ mà bỏ chứ bỏ con nhảy qua đây chi vậy, rồi gác một mình, tự mình qua được không? Bữa hôm là sai. Bây giờ tập cũng mê luôn. Mà vậy đó, qua là nó gác không? Cái mẹo lý không mà dùng ngôn ngữ còn diễn tả không được đâu, uống gì ở trên kia, thấy không? Mẹo lý ai cũng biết rồi, chụp hình cũng thấy hết trơn rồi đó. Mà nếu hôm qua nó khác, mà qua lần này nó khác hơn lần trước. Hôm trước thì thiền tam thấy trái cây rồi chảy nước miếng. Ngờ đâu kiểu kỳ này sư phụ làm chiêu khác. Thật không còn đó, không còn đó. Trận đầu kỳ này ở nhà cứ người nào cũng vậy, chảy nước miếng nghĩ là rồi xoài rồi xoài xoài tươi xoài tưởng. Sư phụ ngồi đó cắt ngồi cứ nghĩ vậy đâu có ngờ mình ăn xong bổ lượng không. Ngồi nó cắt chưa phải không, xong bổ lượng này đâu có đâu thua gì chợ lớn đâu, đâu có thua gì chú liền chợ lớn đâu. Cái này chú thọ giống mi ha, ngon không? Anh tiếp chứ, anh tiếp đi.有没有擦到原来那个糖醋的盆？欢迎回来呀！sao mà không tự tin đi theo sư phụ là phải tự tin, khi nào sư phụ cũng có thân ham muốn thì ham muốn. Mày có bệnh thì gặp tôi cũng cà phê sư phụ thêm một lấy. Trời ơi, nhưng mà có thân mình chưa có thấy, gặp cho tớ nha. Người ta có thấy người khác, tôi chưa thấy thì cho tôi đi. Thấy mà còn đòi hoài không gì không thấy. Thế người thấy mà có đòi nhẹ nhẹ nha. Thấy muốn tiền nữa thì hơn, thấy còn muốn hơn. Đã thấy đâu có chụp được đâu. Qua đây rồi chụp níu luôn rồi rồi đầu rồi đó. Hồi xưa ở đây có một vị xuất gia, cái bà nội, bà ngoại, bà nội của cô đó đó, mới vãng sanh ở đây nè, ở 90 tuổi gì đó ở đây. Mà hồi bà đâu có tiền nó mắng gì đâu. Hồi xưa sư phụ đi Đài Nam là thường ở nhà của cô đó. Hồi trước mình chưa có đậu đường gì hết mà đi đây cho đây kia, ở nhà cô. Các bà cũng sư phụ rất bà già mà, 90 tuổi đâu được tiền nó mắng nữa, nhưng mà thích sư phụ lắm. Ở thích quá thì sao không biết hả? Nhiều khi mấy đứa con nhỏ cháu ngoại cháu nội rồi về nó làm ồn quá đời, nó nói ai tụi bay ồn quá chịu không nổi à, tôi thôi chơi lẹ lẹ đi rồi đi về đi. Sư phụ ở đây bao nhiêu người xuất gia mà không có ồn như tụi bay hai ba đứa à, vậy đó. Đúng rồi, mấy người nói ai à, bà biết gì sư phụ biết không, sư phụ ha, nó sao không biết, sư phụ lâu lâu tới hoài à, hỏi tới thì sao, nó nói à, sư phụ lại chỗ kia, tôi chụp một cái vậy, bỏ đi bắt xe không, chụp cái này cái nữa.
cũng chụp không được. Nhưng mà cũng thấy thấy được chụp không được. Nói vậy á, là nói hóa thân sư phụ mà. Sợ nói rồi cười lâu quá trời, rất mừng lắm. Tụi kia nghe chảy nước miếng luôn. Thấy mà muốn chụp hoài mà đâu có thấy được đâu chụp. Cô má nói là chụp hoài, nói chụp không được. Sợ nó thấy sư phụ mới thấy nó chụp. Kể chuyện giống như đứa trẻ vậy. Cái mệt mà cười không bằng mệt khóc. Khóc cơ không mệt. Thân thể nó cũng mệt luôn. Nên là thân thể nó mệt cười á. Mệt thân thể thôi. Ít nhất cái tinh thần mình có mệt đó. Làm sao cười cả ngày á. Cười rồi chết cũng an tâm. Nhìn nhau kia. Cười ba tiếng rồi chết ha. Ăn ha, đã chưa? Đã rồi, đi giải tán. Tiếng ta lau nhà, lau cửa không thôi. Kiếm bò bốn chân lên. Thì đó là